xin kính chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi chúc các bạn ngày mới bình an vui vẻ công việc thuận lợi hôm nay minh đường tử vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ hai ngày mùng tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi và theo âm lịch hôm nay là ngày hai mươi tháng riêng năm tân sửu ngày này là ngày ất mão tháng canh dần năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trận, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại khê thủy ngày ất mão tức can chi tương đồng thuộc mộc và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm um, đại khê thủy kỵ tuổi kỵ dậu đinh dậu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mão lục hợp với tuất tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục xung với dậu hình tý hại thìn phá ngọ và tuyệt thân vài tuổi xung khác trong ngày tuổi kỷ dậu đinh dậu tân mùi tân sửu tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao nguyệt kín chuyển sát kỵ về khởi công động thổ sao thiên địa chuyển sát kỵ khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tí đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông tí ngọa mạo dậu cho nên bạn tuổi tí đang có điềm báo có sự vô lẽ vì không hài lòng với ý kiến của một người lớn tuổi nào đó mà bạn đã vô tình thể hiện sự bất kính với họ có thể đó là việc bạn không muốn cho nên bạn đã hạn chế tình huống đáng ngại này càng sớm càng tốt bằng cách kiểm soát lời nói của mình trong ngày hôm nay sao cho thật tốt trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Nếu như bạn tuổi Tý đang có những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu thì ngày hôm nay là cơ hội tốt để cho bạn tương tác với mọi người và triển khai kế hoạch. Bạn hãy gửi mail, trò chuyện qua điện thoại, chia sẻ những kế hoạch và lắng nghe sự đóng góp của họ. Nhờ thế mà bạn sẽ có được một ngày làm việc thực sự hiệu quả và ý nghĩa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo những mối quan hệ gồm cả chuyện tình cảm của bạn mệnh trong ngày hôm nay cũng khá thuận lợi, không có vấn đề gì khiến cho bạn phải lo lắng, thậm chí nhìn nhiều cặp đôi còn nhận ra lúc này hai người rất tâm đầu ý hợp với nhau nữa. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, sinh năm 1984, có những chuyện bạn chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, sinh năm 1996, đừng có xô sánh chuyện hiện tại với chuyện quá khứ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, sinh năm 2008 và 1948 có những niềm vui nho nhỏ bạn muốn chia sẻ cùng với người thân, Tử Vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, sinh năm 1960, có sự cô đơn bạn không thể giải thích nổi, Tử Vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, sinh năm 1972, vấn đề gặp phải hôm nay không khó như bạn tưởng tượng. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi Sửu, thứ 2, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi sửu xin tử vi cho chúng ta thấy là với những gì mà bà tuổi sửu có được sự gợi ý trong đời sống sẽ trở thành cảm hứng cho người khác trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chia chở bà tuổi sửu hãy tự tin khi chia sẻ những suy nghĩ cảm nhận của mình và lắng nghe những phản hồi của mọi người xung quanh đây là ngày để kết nối chia sẻ và đón nhận những điều tốt đẹp trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc dự báo về những sóng gió có thể xảy ra trong mối quan hệ của hai người và đối với những bạn đang còn độc thân có thể nhận về sự thờ ơ lạnh nhạt của người đang vừa mới tỏa ra nhiệt tình săn đón bạn khiến cho bạn cảm thấy buồn lòng và với bạn tuổi Sửu đừng có buồn vì thực ra lý do không phù hợp chứ hoàn toàn không phải là vì bạn yếu kiếm, và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu nếu như bạn xuất hành đi xa thì nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng tây bắc và tài thần hướng đông nam đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi tránh được thần ác tác động xấu đến công việc về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim sinh năm 1985 à, tính khí thất thường dạ nội nóng, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy, sinh năm 1997, không giữ được kiên nhẫn và điềm tĩnh cần thiết, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc Hỏ, sinh năm 2009 và 1949, có dấu hiệu làm việc quá sức, ảnh hưởng tới tinh thần, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ, sinh năm 1961 tránh bàn luận về chuyện cá nhân quá nhiều từ vi tuổi quý sửu Buộc Mộc sinh năm 1973 không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ hai này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Tý từ vi tuổi dần thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Tam hội xuất hiện mang lại những chỉ dẫn giúp cho bạn tuổi dần điều hướng được cảm xúc của mình thật tốt trong việc duy trì mối quan hệ ngày hôm nay. Có những việc khi bạn tiếp xúc và hiểu tình huống của một người nào đó hơn, bạn sẽ có được những đánh giá chính xác hơn, mang lại hiệu quả cao hơn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, hỗ trợ cho bạn với những rắc rối liên quan về tiền bạc. Bạn tuổi dần có được sự thuận lợi, hanh thông hơn. Nếu như cần sự giúp đỡ của ai đó thì bạn cũng có thể nhờ họ trong ngày hôm nay vì cơ hội được giúp đỡ sẽ khá cao cho bạn. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh không được tốt cho lắm, thường xuyên cảm thấy khó thở, thậm chí có người vì lo lắng nên nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi. Và với bạn tuổi dần, hãy lắng nghe cơ thể mình để tìm ra biện pháp chữa trị sao cho phù hợp. Đừng có quá tin tưởng vào người nào đó không hiểu biết mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy sinh năm 1974 đừng có thúc ép người khác để cho mọi thứ thay đổi từ từ tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa sinh năm 1986 hãy tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ của mình tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ sinh năm 1998 đừng có ép ai đó làm theo ý riêng của mình tử vi tuổi canh dần thuộc mộc sinh năm 1950 có những điều khi tính mộng sẽ mang lại cho bạn nhiều bài học. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc Kim, sinh năm 1962, bạn nhận được sự đồng cảm từ người nào đó. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xám màu đỏ quý nhất phù trợ tuổi ngọ tuổi tốt từ vi tuổi mão thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này tiền bạc của bạn lúc này có được sử dụng rỉnh, thoải mái trong việc chi tiêu khi bạn đang có được thiên tài chia chở, giúp cho những kế hoạch liên quan tới à, gia tăng thu nhập của bạn mệnh. Tuy nhiên, để tránh tiêu xài quá hoang phí thì với bạn tuổi mão nên tập trung vào các cách để gia tăng tiền bạc và chúng nên có tính tự thách hơn một chút thì tốt hơn. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng nhắc nhở bạn mệnh tuổi Mão nên quan tâm tới vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn nhất là thời gian đang dịch bệnh hoành hoành càng ngày càng tăng sức đề kháng cho thân thể bằng mọi cách có thể giúp cho bạn có được sức khỏe tốt hơn. Bạn cũng nên nhớ rằng phòng bệnh luôn tốt hơn là chữa bệnh. Đừng có để cho bản thân mình rơi vào tình huống khó khăn vì sự thiếu hiểu biết của mình xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mão thiêu hại thượng lạn ông ngày này là ngày 25 âm lịch nhân thần ở trong miệng khắp thân mình và túc dương minh vị kinh vì vậy bạn mệnh tuổi mão nên lưu ý không nên tác động châm chích mộ xịa ở các vị trí này vai từ vi tuổi ất mão thuộc thủy sinh năm 1975 cần phải cẩn trọng với từng việc mình làm từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa sinh năm 1987 tài chính được ổn định là mục tiêu mà bạn cần phải hướng tới từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ sinh năm 1999 và 1939 không nên chủ quan với những kế hoạch mà bạn đã đề ra từ trước. Từ vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, sinh năm 1951, khả năng thích nghi lúc này là rất cần thiết. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, sinh năm 1963, nếu còn cảm thấy mơ hồ thì đừng có vội khẳng định. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi thìn thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tư hại khiến cho bạn tuổi thìn đang buộc mình vào những mối quan hệ mà nửa bên kia không thực sự hào hứng và ngày hôm nay với bạn tuổi thìn bạn hãy nới lỏng sợi dây kiểm soát cho bản thân mình lẫn đối phương sự tự do không chừng hiệu quả còn tốt hơn cả hai bạn mong đợi ban đầu nữa mối quan hệ đều cần phải có không gian riêng nữa mà Bên cạnh đó, ngày thứ hai này với bà tuổi thìn, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn tương trợ. Cái điều này làm cho bạn trở thành cầu nối cho tất cả mọi người đến với nhau. Thế nên, bạn cần phải cởi mở lòng mình hơn, hãy thân thiện hơn với đám đông. Sức hút rất tự nhiên của mình thì không có khó khăn, cạn đường bạn chinh phục được những ánh nhìn, những sự quan tâm của mọi người nữa. Ngày này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày có thổ mộc sâu khắc. Không tốt chưa khía cạnh về tài chính của bản mệnh, hôm nay bạn nhất định phải cẩn trọng với vấn đề liên quan về tiền nong, với những ai muốn gia tăng thu nhập thì cũng đừng có vội vàng nghe theo ai đó mà đầu tư hay là kinh doanh trong thời điểm này. Về từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc họ Sinh năm 1964 tránh bị ai đó làm thay đổi ý định ban đầu của bạn. Từ vi tuổi Bính Thìn, thuộc thổ, sinh năm 1976, công việc trở nên ổn thỏa hơn khi bạn tỏa ra rất khoát hơn. Từ vi tuổi Mậu Thìn, thuộc Mộc, sinh năm 1988, tránh chi tiền cho những sở thích nhất thời. Từ vi tuổi Canh Thìn, thuộc Kim, sinh năm 2000, và 1940. Đừng có chỉ, chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy sinh năm 2012 và 1952. Hãy chỉ giữ những kỷ niệm đẹp, còn những thứ khác bạn nên bỏ qua. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp, bốn sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có chính quan nhắc nhở bạn tuổi Tỵ cần phải hướng tới mọi việc với cái nhìn thực tế rõ ràng hơn trong ngày hôm nay thay vì cứ để cho đầu óc trên chín tầng mây. Khi bạn tỉnh táo, bạn có thể xử lý mọi công việc một cách hiệu quả và rõ ràng nhất có thể. Minh bạch giữa việc công và việc tư cũng là một cách để giúp cho bạn có được một ngày giá trị. Ngày này với bà tử Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho mộc vượng, cái điều này mang lại tín hiệu tốt cho chuyện tình cảm. Nếu như bạn đang có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện tại thì bạn có khá nhiều điều kiện thuận lợi, hậu thuận cho bạn rất chi là nhiều nữa và ngày này với bà tử tị đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ sinh năm 1965 có quý nhân giúp đỡ công việc thuận lợi tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sinh năm 1977 nên tránh việc đánh đồng mọi người như nhau tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc sinh năm 1989 có người mang lại cho bạn cơ hội tốt tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim sinh năm 2001 và 1941, sức mạnh của sự tập trung là rất cần thiết. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy sinh năm 1953 nên sớm xác định mục tiêu và con đường để tránh lãng phí nguồn lực. Phải đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi dậu tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên với những kế hoạch mà bạn tuổi ngọ đã cố gắng sắp xếp từ trước sẽ dễ dàng đổ vỡ có nhiều việc không như ý xảy ra khiến cho bạn trở tay không kịp và với bạn tuổi ngọ bạn cần phải xem lại những bước những người mà bạn tưởng như là an tâm nhất nhưng lại phạm phải lỗi ngay từ khi mình chủ quan bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh dự báo cho bạn đang có những mối họa nằm ngoài tầm kiểm soát mà bạn không hề hay biết à, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn cần phải kiểm soát những mong muốn tức thời của mình và hướng tới những giá trị hạnh phúc về lâu dài bền vững trong đời sống của chính bạn trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh đây là tín hiệu tốt và khá lạc quan cho tình hình về tài chính đang có dấu hiệu bị sa sút trong thời gian gần đây của bạn lúc này với bà tuổi ngọ nên tập trung để cố gắng hòa vốn là tốt rồi đừng có tham lam quá lại mất tiền nhiều hơn nữa về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim sinh năm 1954 có động lực để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy sinh năm 1966 tránh thực hiện những việc quan trọng dựa vào sự hiểu biết mù mờ, từ vi tuổi Mậu ngọ thuộc hỏa sinh năm 1978 nên học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người, từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ sinh năm 1990, tài chính có khởi sắc nhờ nỗ lực phấn đấu bấy lâu, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc sinh năm 2002 và 1942 có kẻ đang giả dạ vờ lấy lòng bạn để lợi dụng uh, sự sơ hữu của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 3, số 4, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tuốt. Từ vi tuổi mùi thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy, với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ, rất có lợi cho bạn tuổi mùi về khía cạnh tình cảm. Nếu bạn muốn ghi điểm với ai đó thì đừng có ngại dành cho họ những lời có cánh, hạn nhìn cũng đừng biến mình thành kẻ nịnh bợ, chỉ cần vui vẻ, cởi mở khi giao tiếp là rất tốt rồi. Và ngày này với bạn tuổi mùi, dưới sự chia chở của chính ấn chiếu mệnh, sự tò mò không giới hạn của bạn cũng sẽ đem đến cho bạn tuổi mùi có cơ hội để khám phá. Bạn có thể muốn dành nhiều thời gian để đọc hoặc tìm hiểu về những miền đất mới mẻ, nơi con người mình lẫn thế giới xung quanh bạn nữa. Hẳn nhìn, sự tò mò cũng có tác hại nhất định của nó Tuy nhiên, lợi ích hơn cả là bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về đời sống và có thêm những ý tưởng hay ho cho chính bản thân mình. Tính phiêu lưu cũng là một điểm mạnh giúp cho bạn tuổi mùi dễ dàng được khuyến khích để trải nghiệm và sáng tạo. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc Kim, sinh năm 1955, tình duyên vượng sắc có nhiều cơ hội kết đôi. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy sinh năm 1967 công việc tiến triển tốt được cấp trên yêu ái tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sinh năm 1979 gặp nhiều may mắn trong cuộc sống tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ sinh năm 1991 nên có trách nhiệm cao với công việc tử vi tuổi quý mùi thuộc Mộc, sinh năm 2003 và 1943, đừng cho rằng mình không thể làm được bất cứ điều gì. Về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi than rằng trước khi bắt tay vào công việc mới thì nên cố gắng giải quyết triệt để những công việc cũ. Đừng có ôm đồm quá nhiều, bạn sẽ phải hối hận vì quyết định này. Đây cũng là ngày mà bạn tuổi thân nên thận trọng một chút khi hành xử, tránh để sự hấp tấp, vội vàng có thể khiến cho bạn mắc phải sai lầm, bỏ quên những đồ quan trọng nữa ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc dự báo về những khó khăn trong giao tiếp truyền tải ý tưởng khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối về khía cạnh tình cảm bạn tránh nói lớn khi ai đó hiểu nhầm ý của bạn khiến cho sự việc càng trở nên căng thẳng đi xa quá tầm kiểm soát Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi thân, theo nhị thập bát tú thì hôm nay rất tốt cho những việc như là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Vì vậy, với bạn nên ưu tiên thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy sinh năm 2004 và 1944 kiểm soát cách hành sự của mình cho phải phép. Từ vi tuổi Bính Thân thuộc họ sinh năm 1956, chớ bắt người khác phải gánh chịu những tức giận bực dọc của bạn. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ sinh năm 1968 cần phải có kế hoạch tốt hơn cho những dự định sắp tới. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc sinh năm 1980 nên tập trung quan tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim sinh năm 1992 nên có chế độ rèn luyện và không nên làm việc quá sức và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu tím quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy với ba tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ mạo Dậu, cho nên bạn đang có điểm báo xung đột có thể xảy ra. Nếu như bạn tuổi Dậu muốn đối phương tôn trọng mình thì tốt nhất là bạn hãy tôn trọng đối phương cái đã. Nếu bạn muốn hai phía dành cho nhau tình cảm chân thành thì hãy thành thật trong cảm xúc của mình thay vì sự lộn xộn như hiện tại. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang chịu ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Dậu đang thiếu đi cảm giác tin tưởng những người xung quanh. Bạn muốn có khoảng không gian riêng cho mình thay vì những tương tác ồn ào. Bạn chỉ muốn dành khoảng thời gian này để suy nghĩ về những mục tiêu cá nhân hay là những công việc đang còn dang dở của bản thân mà thôi. Tuy nhiên với bạn tuổi dậu, nếu bạn có tâm tư thì hãy hướng tới những người bạn thân thiết để chia sẻ với họ thay vì giữ mối bận tâm ở trong lòng. Hãy nhắc máy lên và gọi cho ai đó mà bạn yêu quý sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất chi là nhiều về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy sinh năm 2005 và 1945 đang thiếu đi sự tập trung cho công việc hiệu quả bị giảm sút tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa sinh năm 1957 rơi vào trạng thái mông lung không biết nên làm gì tiếp theo tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ sinh năm 1969 tình cảm có nhiều trục trặc đối phương thường xuyên ghen tuông tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, sinh năm 1981, nên bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, sinh năm 1993. À, đừng có vội đưa ra bất cứ nhận định nào khi chưa rõ ràng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1. Số 2, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lam, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt, thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tốt xem tử vi cho thấy nhờ có lục hợp hỗ trợ mà bạn tuổi tuất cảm thấy dễ hòa hợp hòa đồng hơn với mọi người ngày hôm nay là thời điểm mà bạn tuổi tuất nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ những người có uy tín bạn nên nhớ là đừng có làm cho họ thất vọng vì đã trao niềm tin cho bạn và ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn có được những đầu mối thông tin quan trọng trong ngày, đặc biệt là liên quan tới những việc mà bạn cần phải xử lý. Thế nên, với bạn tuổi tuất, hãy lắng nghe những thông điệp mà tiềm thức mách bảo bạn sẽ biết mình cần phải làm gì, nhất là khi rơi vào một tình huống khó khăn nào đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tốt nên cẩn trọng với chuyện tiền bạc, tránh sơ hở dễ bị trộm cắp mất tiền. Hơn nữa với bạn tuổi Tốt cũng nên chớ quá tin người vào thời gian này à, rất dễ mất tiền lẫn tình cảm nữa. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ, sinh năm 1994 và 1934 tránh việc suy nghĩ quá nhiều đánh mất đi cơ hội. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ sinh năm 2006 và 1946 nên biết trân trọng những ai đã giúp đỡ bạn nhiệt tình. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc sinh năm 1958, công sức của bạn được ghi nhận và mang lại động lực cho bạn. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim sinh năm 1970 nên phân biệt rõ điều mà mình muốn và điều mình cần. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc Thủy, sinh năm 1982, có thể tham khảo ý kiến của người có nhiều kinh nghiệm đi trước. Về đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ cái điều này mang tới hy vọng cho bạn tuổi hợi nếu như bạn đang còn độc thân sẽ mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của ai đó những cặp đôi đang cớ có kế hoạch xa hơn trong chuyện tình cảm của mình bạn đã có những nền tảng vững chắc cho dự định của bản thân mình nữa rồi Quan điểm về tương lai sẽ góp phần quyết định cuộc sống của bạn. Nếu bạn có thái độ thờ ơ hay là phụ thuộc dưới tác động của thương quan, bạn sẽ thấy rằng mình mất đi động lực, mất đi quyết tâm nữa. Tuy nhiên, nếu như bạn tuổi hợi, bạn xác định cho mình những mục tiêu cụ thể trong tương lai, thì mỗi giờ phút bạn làm việc đều mang một ý nghĩa nhất định và đã đến lúc bạn cần phải lập cho mình một nhịp bước thích hợp và nỗ lực để đạt được những mục tiêu, những thành tựu giá trị. Về từ vi tuổi Ất Hợi, thuộc Hỏa, sinh năm 1995, tránh dành nhiều thời gian cho những người tiêu cực, từ vi tuổi Đinh Hợi, thuộc Thổ, sinh năm 2007, bạn chẳng thể giúp ai đó hiểu biết bằng những lời khuyên từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc sinh năm 1959 hãy điều chỉnh để thích nghi hơn với hoàn cảnh hiện tại từ vi tuổi tân hợi thuộc kim sinh năm 1971 à, phải nhớ luôn tìm cách để học hỏi nhiều hơn từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy sinh năm 1983 tình duyên suôn sẻ đôi lứa tâm đầu ý hợp Vài đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ hai này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. À, xin chào và hẹn gặp lại.